70 tăng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhất là thấy thắng chuyện là vui vui vây vây biết ngay là làm sao có thể thắng luôn. Ngày xưa em uống và còn nấu bún lóc. Ngày xưa thì rồi công việc em uống thì cứ hai cỡ hết một bữa cơm. Thôi bây giờ phải thiết kế cho một file đi của mình ngồi bóc ăn xong cho nó chậm rãi. Cháo thịt cháo xương nha. Không, đều, bắt đầu. Bắn 4 bắn 2
Theo bác sĩ dùng thuốc theo giảm liều theo không giảm thì bỏ được. Thấy là nó bay bay rồi lại lại qua 4, 6 uống thuốc vào thì nó ngon lành. Kiểu như là nếu như mà huyết áp uống thuốc và huyết áp trở đẹp thì tôi nói đẹp thì thôi. Thứ ba ăn gì chưa? Không mang thứ hoa quả chúng đấy ngồi đưa không? Thank you.
sân số 1 còn 2 giây. Thank you.
Cả máy này nữa này. Cả máy này nữa.